Nguyễn Hiếu và Như Thanh xin gửi lời chào đến quý khán giả đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Tiếp tục cập nhật các tin tức đang được quan tâm, chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Cháy lớn tại xưởng bánh kẹo ở thành phố Hồ Chí Minh. Sôi động du lịch về đêm tại các bãi biển ở Đà Nẵng. Đồng loạt kiểm tra gần 200 lò đổ xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra nhanh vụ mất trộm khoảng 60.000 đô la Mỹ tại Hậu Giang. Mở đầu chương trình là thông tin cập nhật về tình hình cháy nổ trong ngày. Trưa nay, lực lượng phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh đã khẩn trương dập tắt đám cháy trong thời tiết nắng gắt xảy ra tại xưởng sản xuất bánh kẹo trên địa bàn thành phố Thủ Đức. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Khoảng 12 giờ 45 phút cùng ngày, người dân nghe nhiều tiếng nổ lớn tại xưởng sản xuất bánh kẹo trên đường Cây Keo, khu phố 1, phường Tam Phú, thành phố Thủ Đức. Sau đó, lửa bùng lên trong nhà xưởng, cột khói bốc cao. Nhận tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy. Do bên trong xưởng có nhiều vật dụng dễ cháy nên công tác dập lửa gặp nhiều khó khăn. Sau nhiều nỗ lực, đám cháy đã được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong xưởng bị thiêu rụi. Thời điểm xảy ra cháy, công nhân đang nghỉ lễ nên không có thương vong về người. Theo thông tin ban đầu, trước khi xưởng sản xuất bánh kẹo bốc cháy đã có người đốt rác sát vách xưởng. Ghi nhận tại bãi đất trống cạnh xưởng vẫn còn nhiều tàn tro, lửa vẫn âm ỉ cháy. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ. Một quán lẩu nằm trên đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang cũng đã xảy ra cháy lớn vào sáng nay. Vào khoảng 9 giờ 25 phút cùng ngày, khói lửa bất ngờ bùng lên tại khu vực bếp của quán lẩu trên đường Phạm Thanh, phường 5, thành phố Mỹ Tho. Phát hiện cháy, nhân viên của quán tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Quán có diện tích rộng hàng trăm mét vuông. Nhận được tin báo, lực lượng phòng cháy chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường dập lửa. Đến khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt. May mắn vụ cháy không gây thương vong về người nhưng khiến nhiều đồ đạc bên trong quán bị thiêu rụi. Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Với lợi thế về tài nguyên biển, thành phố Đà Nẵng đã và đang khai thác tối đa tiềm năng của các bãi biển. Theo đó, hàng loạt hoạt động được đầu tư đưa vào bãi biển, không chỉ ban ngày mà còn cả ban đêm, qua đó tạo ra không gian vui chơi giải trí sôi động, hấp dẫn du khách. Bữa tiệc âm nhạc sôi động, người dân lẫn du khách đều thích thú hòa mình vào những điệu nhạc. Đây là chương trình nghệ thuật hàng đêm nằm trong khuôn khổ hoạt động của chương trình Mùa du lịch biển Đà Nẵng năm 2023. Diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5 tại khu vực công viên Biển Đông. Bên cạnh đó, bãi biển đêm Mỹ An cũng rất nhộn nhịp với nhiều hoạt động như dịch vụ xe lưu động thức ăn nhanh, nước giải khát, dịch vụ chiếu phim bãi biển, các chương trình sự kiện âm nhạc diễn ra hàng đêm. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên bãi biển cho biết đã chuẩn bị các sản phẩm cũng như các hoạt động để phục vụ du khách một cách tốt nhất. Tôi cảm thấy Đà Nẵng có rất nhiều điều thú vị để du khách có thể khám phá. Tôi cũng thấy biển Đà Nẵng về đêm tuyệt vời. Du khách đến đây có thể thư giãn. Đêm Đà Nẵng thật sự đẹp. Chủ hoạt động về đêm tại các bãi biển ở Đà Nẵng ngày càng được cải tiến về số lượng cũng như chất lượng để gia tăng trải nghiệm cho du khách, góp phần làm cho bức tranh du lịch đêm của thành phố thêm sôi động hơn. Khi nhắc đến những trải nghiệm du lịch miệt vườn thì Cồn Sơn ở quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ là một trong những điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Cũng vì vậy mà trong những ngày nghỉ lễ này, Cồn Sơn đã thu hút khá nhiều du khách về đây tham quan, trải nghiệm. Từ ngày 29 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, khu du lịch Cồn Sơn đã đón tiếp hơn 18 đoàn du khách. Ước tính trung bình một ngày lên đến 1.000 người đến tham quan và trải nghiệm. Lượng khách của năm nay so với năm rồi thì có đông hơn. Nhưng mà mọi người đi một cách hết sức là gọi là chậm rãi, hưởng thụ nhiều hơn và mọi người đi rất là thực sự. Cho nên là cái lượng khách đông nhưng mà chúng tôi vẫn phục vụ tốt và vẫn cảm thấy là nó thoáng. Thì nhu cầu của khách nó cũng nhiều hơn năm rồi đó. Khi đến Cồn Sơn, du khách được trải nghiệm các hoạt động như tham quan bè cá giữa dòng sông Hậu, trải nghiệm làm bánh phu thê và những loại bánh dân gian Nam Bộ khác, chiêm ngưỡng vẻ đẹp đàn cá lóc bay, tham quan vườn trái cây trĩu quả, check-in bên cây cầu khỉ mang đậm chất Nam Bộ, vân vân. Ngoài ra còn có những trải nghiệm mới thú vị như trải nghiệm hoạt động cho cá ăn cơm, hoạt động xiết ếch vô cùng độc đáo và lạ mắt. Thì thích nhất là cái hoạt động là làm bánh phu thê. Mình được trải nghiệm là trực tiếp mình làm bánh.
rồi mình tự tay để mình làm ra, và về nhà mình có thể mình tự làm để mình có một cái rổ nào đó mình có thể làm được. Để mang đến cho du khách những trải nghiệm tốt, các dịch vụ và sản phẩm tại Cồn Sơn luôn được đảm bảo chất lượng và giá cả hợp lý. Cồn Sơn có tổng diện tích 70 hectare, được phù sa bồi đắp quanh năm. Nhờ sự sáng tạo trong cách làm du lịch, nơi đây đã trở thành một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách. Sáng nay, người dân miền Tây bắt đầu trở lại thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương khác ở miền Đông Nam Bộ khi kỳ nghỉ lễ sắp kết thúc. Lưu lượng phương tiện giao thông, nhất là xe máy, tăng dần. Để tránh tình trạng kẹt xe khi qua cầu Rạch Miễu sau kỳ nghỉ lễ, ngành chức năng đã có những lưu ý dành cho người điều khiển phương tiện. Theo đó, ngành chức năng khuyến nghị người tham gia giao thông khi di chuyển qua cầu Rạch Miễu cần tránh những khung giờ cao điểm, có thể cân nhắc lựa chọn qua sông bằng phà tạm Rạch Miễu. Đồng thời, khuyến cáo người tham gia giao thông cần tuân thủ tuyệt đối sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông, phải đi đúng làn đường, giữ khoảng cách an toàn giữa các phương tiện, tập trung chú ý quan sát. Người tham gia giao thông có thể cập nhật tình hình giao thông khu vực cầu Rạch Miễu qua các phương tiện thông tin đại chúng, kênh fanpage Cảnh sát Giao thông Bến Tre, hoặc cập nhật trực tiếp qua tính năng camera giám sát trên ứng dụng IOC tỉnh Bến Tre để có thể chủ động phòng tránh bị kẹt xe. Thưa quý vị, theo dự báo, trong tháng này, nắng nóng xuất hiện nhiều ngày ở các tỉnh thành trên cả nước, nên nhiệt cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, nhất là tại Bắc Bộ và Trung Bộ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 5 tới, Bắc Bộ và Trung Bộ sẽ có một đợt nắng nóng diện rộng. Từ nửa cuối tháng 5, nền nhiệt có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm, từ 0,5 đến 1 độ C. Số ngày nắng nóng có xu hướng gia tăng trên khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ so với năm 2022 và so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Ở khu vực phía Nam, gió mùa Tây Nam có xu hướng bắt đầu hoạt động từ khoảng giữa tháng 5, mưa có xu hướng gia tăng trên khu vực, nắng nóng suy giảm dần tại Nam Bộ. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc, các hiện tượng thời tiết nguy hiểm tiếp tục xuất hiện như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ hôm nay là những thông tin đáng chú ý sau. Đồng loạt kiểm tra gần 200 lò độ xe tại thành phố Hồ Chí Minh. Điều tra nhanh vụ mất trộm khoảng 60.000 đô la Mỹ tại Hậu Giang. Theo thông tin chương trình nhận được, những ngày qua khi vào mùa dẹm xanh, ngư dân tại nhiều làng chài ở thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tranh thủ lặn bắt loại hải sản này. Hiện thì dẹm xanh có giá bán khá cao nên ngư dân có được nguồn thu nhập đáng kể. Ghi nhận tại làng chài của xã Ninh Ích, thị xã Ninh Hòa, những ngày này luôn nhộn nhịp cảnh ghe xuồng của ngư dân sau khi lặn bắt dẹm xanh trên đầm Gia Phu trở về. Do dẹm xanh thường sinh trưởng ở vùng nước lợ với độ sâu trên 10 mét, bám thành chùm vào các rạn đá, gỗ hay cụm san hô, nên muốn bắt dẹm xanh, ngư dân phải lặn xuống biển. Hiện dẹm xanh được thương lái thu mua với giá từ 50.000 đến 70.000 đồng một ký, tùy theo kích cỡ. Mỗi chuyến lặn bắt dẹm xanh, ngư dân thu được từ vài chục đến vài trăm ký. Tiếp theo sau đây là những thông tin thị trường tiêu dùng đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi. Tại một số chợ hải sản ở thành phố Hà Nội, giá nhiều loại hải sản cao cấp vốn có giá đắt đỏ đã giảm so với cùng kỳ năm trước và chưa có dấu hiệu tăng trở lại. Theo đó, nhiều loại hải sản tiền triệu nay đã giảm xuống chỉ còn vài trăm ngàn đồng mỗi ký như bào ngư, tôm hùm, di cá. Theo nhiều chủ đại lý hải sản, nguồn cung trong nước cao nhưng chưa được xuất khẩu, cộng thêm việc cạnh tranh với nhiều loại hải sản nhập khẩu dẫn đến giá nhiều loại hải sản buộc phải giảm xuống. Xoài cát Hòa Lộc được bán tại nhiều chợ ở thành phố Hồ Chí Minh với giá chỉ từ 25.000 đến 40.000 đồng một ký, chỉ bằng 1/3 so với trước. Theo các tiểu thương, hiện nay xoài ở miền Tây vào mùa, trái cây về nhiều nên giá giảm. Xoài chín vụ thơm ngon, giá giảm nhưng sức mua không cao. Cách đây khoảng một tháng, giá dưa hấu ở Quảng Ngãi tăng, dao động từ 10.000 đến 12.000 đồng một ký. Với giá bán này, nông dân có lợi nhuận. Tuy nhiên, khi bước vào vụ thu hoạch rộ thì giá dưa bắt đầu giảm. Chi cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh Quảng Ngãi cho biết, diện tích trồng dưa ở tỉnh khá lớn, trong khi việc tiêu thụ lại bấp bênh. Đơn vị cũng thường xuyên khuyến cáo người dân không nên xuống giống ồ ạt, tránh tình trạng đầu ra gặp khó khi thu hoạch. Hôm nay,
nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa tiến hành tổng kiểm tra gần 200 lò độ xe trên địa bàn, qua đó phát hiện nhiều sai phạm và tạm giữ hàng trăm xe thay đổi kết cấu và nhiều phụ tùng linh kiện. Đây là động thái quyết liệt của cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn từ đầu hoạt động tụ tập đua xe trái phép. Cụ thể, qua kiểm tra 199 cơ sở trên toàn thành phố, lực lượng chức năng phát hiện 14 cơ sở độ xe, nghi vấn độ xe, cơ sở sản xuất kinh doanh linh kiện phụ tùng liên quan độ xe, tạm giữ 77 phương tiện đang sửa chữa, 20 xe có dấu hiệu thay đổi kết cấu, 28 xe không xuất trình được giấy đăng ký xe và nhiều linh kiện phụ tùng phục vụ độ xe không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra còn có 41 cơ sở không có giấy đăng ký kinh doanh, 21 cơ sở vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Cũng trong hôm nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa điều tra nhanh vụ mất trộm khoảng 60.000 đô la Mỹ. Sau đây là thông tin chi tiết. Vào sáng qua, một nữ Việt kiều đến Công an xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang trình báo bị mất trộm khoảng 60.000 đô la Mỹ, 5 triệu đồng, một điện thoại di động và một số giấy tờ tại nhà ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện Lê Minh Trang, sinh năm 1969, trú tại tỉnh Cà Mau, là người làm thuê cho bị hại có biểu hiện nghi vấn nên mời đối tượng này về làm việc. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận hành vi phạm tội và bước đầu khai nhận được chủ tin tưởng nên nhiều lần chủ gửi tiền về Việt Nam đã nhờ Trang giữ giùm. Tuy nhiên, Trang đã nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ 47.000 đô la Mỹ để dùng vào mục đích cá nhân. Gần đây, khi nữ Việt kiều về nước, sợ sự việc bại lộ, vào sáng qua, Trang tiếp tục lấy trộm tiền, điện thoại và giấy tờ của chủ đem giấu trong bụi cây gần nhà rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây cũng bị mất trộm. Cơ quan công an đã thu giữ được số ngoại tệ và tiền Việt Nam, ước tính tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng, cùng một số vật dụng tại nơi Trang cất giấu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Minh Trang về hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ. Còn tại tỉnh Kiên Giang, hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tân Hiệp đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Danh Rương, 71 tuổi, ngụ xã Thạnh Trị, huyện Tân Hiệp về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân là cụ bà N, 76 tuổi, ngụ cùng địa phương. Theo kết quả điều tra, mới đây sau khi uống rượu về, Danh Rương lên võng trước nhà nằm nghỉ. Lúc này bà N đi bộ đến rồi ngồi xuống gần chỗ Danh Rương để nói chuyện. Một lúc sau, cho rằng bà N chửi mình nên Danh Rương lấy cây búa đánh bà N gây thương tích nặng. Nạn nhân được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tại cơ quan công an, Danh Rương đã thừa nhận hành vi của mình. Thưa quý vị, dưới đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo của cô gái trẻ Lê Phan Diên Hy ở thành phố Hồ Chí Minh, những chiếc bánh quy thông thường đã trở thành loạt tranh nhiều màu sắc và ý nghĩa. Để biết rõ hơn về những công đoạn để làm ra một chiếc bánh quy nghệ thuật, mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây. Là một trong số ít người tiên phong trong nghề làm bánh quy nghệ thuật, Viên Hy bắt tay vào tìm tòi học hỏi cách làm từ gần 10 năm nay. Với Viên Hy, bánh quy không chỉ để ăn mà còn có thể sáng tạo, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Thì lúc đó là cũng chưa có ai dạy hết, nên là mình đã tự lên mạng mình tìm tòi, tìm hiểu và làm những cái set bánh đầu tiên là cách đây khoảng 10 năm á. Và từ đó dần dần thì mình tìm hiểu hơn. Trên thế giới có rất là nhiều người, người ta đã làm cái loại bánh này nhiều, phát triển ở những cái nước khác, ở châu Âu và châu Mỹ. Thì mình cũng tự tìm tòi và học hỏi từ họ. Và dần dần nó hình thành nên cái phong cách vẽ trên bánh quy ngày nay của mình. Để hoàn thành những chiếc bánh quy nghệ thuật, đòi hỏi người làm phải thực hiện tỉ mỉ, kỳ công từng công đoạn. Việc đầu tiên là lên ý tưởng, sau đó tạo phần nền bánh bao gồm bột, bơ, đường và trứng. Tiếp đến là công đoạn đánh bột, cán, cắt bánh theo mẫu và đứng bánh. Hoàn thành phần nền, bắt đầu bơm kem trên mặt bánh và phát thảo các hình ảnh. Bình thường mình sẽ vẽ nhiều nhất là chân dung của người. Chân dung người thì bởi vì nếu mà để cho mình thể hiện được những cái cơ bắp hoặc là những cái khối trên gương mặt người hoặc là cái cơ thể của người đó, nó đòi hỏi rất là nhiều những cái kỹ thuật cao, những kỹ thuật khó, và cái tính mình thì thích chinh phục những cái khó nên là mình thích vẽ cái chủ đề đó nhất. Khác với các loại bánh thông thường, bánh quy nghệ thuật phải tô điểm từng nét cầu kỳ sao cho sống động nhất.
Trong hơn 10.000 chiếc bánh ra đời trong suốt 10 năm qua, Viên Hy để lại ấn tượng đặc biệt với những tác phẩm như tác phẩm Cô Tiên Phở, Những Chiếc Bánh Quy Lễ, Nhân Vật Hoạt Hình, Chân Chung. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện đặc biệt mà chị Kỳ Công gửi gắm. Tôi thấy đặc điểm của việc vẽ tranh trên bánh quy là tính thẩm mỹ cao và tính ứng dụng mới lạ. Mình có thể thay thế bánh quy như một bánh sinh nhật để em tặng cho người khác. Đó là ý tưởng rất là hay. Qua năm 2023 này là mình bắt đầu mình vẽ những cái tạo hình thành 3D luôn, giống như là cái bạn thỏ này nè. Đó là mọi người nhìn nó là một cái khối 3D, làm tất cả bên trong là bánh quy hết và bên ngoài trang trí bằng đường hết, và sau đó là mình sẽ vẽ lên, chứ nó không còn những cái giống như là những cái hình mặt phẳng như thế này nữa. Với sự sáng tạo độc đáo và không ngừng học hỏi, Viên Hy vinh dự nhận được nhiều lời mời giảng dạy ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Cô gái này luôn mong muốn sẽ mang lại bộ môn nghệ thuật vẽ tranh trên bánh quy này không chỉ hiện diện tại Việt Nam mà ra cả thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Người Đưa Tin 24 giờ chiều nay của Đài Truyền Hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.